Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa triệt xóa băng nhóm dùng giáo mác, tuyếp sắt để thị uy ngoài đường phố gây mất an ninh trật tự. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 12 tháng 1, một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết đơn vị này vừa đấu tranh triệt xóa một băng nhóm, triệu tập 29 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, trên địa bàn thành phố Thái Bình thời gian gần đây xuất hiện băng nhóm thanh niên có độ tuổi từ 17 đến 20, thông qua mạng xã hội để hẹn nhau tập trung, sau đó chở nhau trên nhiều xe máy cầm theo giáo mác tự chế, dao nhọn, gậy gỗ, tuyếp sắt, vỏ chai bia, đi thành hàng lạng lách, đánh võng với tốc độ cao. Tình trạng này gây hoang mang, lo sợ cho người dân, nhất là những người sinh sống, tham gia giao thông trên các tuyến đường và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa bàn. Gần nhất vào đêm 6 tháng 1, một nhóm thanh niên tại huyện Quỳnh Phụ hẹn nhau đi lên thành phố Thái Bình để giải quyết mâu thuẫn. Để đối phó, nhóm thanh niên tại thành phố Thái Bình đã tụ tập đi trên khoảng 20 xe máy tháo biển số, mang theo nhiều hung khí chủ động tìm đánh nhóm thanh niên ở huyện Quỳnh Phụ. Khi không tìm được đối thủ, nhóm thanh niên tại thành phố Thái Bình đã đánh một nhóm thanh niên khác khiến một người bị thương. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Thái Bình đã tập trung lực lượng xác minh, truy bắt các nghi phạm. Kết quả đến nay đã triệu tập 29 trường hợp, thu giữ được nhiều hung khí và phương tiện để đấu tranh làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.